Tin cực nóng hôm nay, bà chủ Thúy Nga báo tin vui động trời cho Mạnh Quỳnh và hậu duệ Phi Nhung là Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Quỳnh Trang. Đó là một điều hết sức vinh dự đối với gia đình của Phi Nhung, mặc dù là mới tham gia Paris By Night gần đây thôi. Cụ thể là vào những số Paris By Night 123, 133. Thế nhưng, Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Quỳnh Trang đã để lại một dấu ấn vô cùng đặc sắc, sánh cùng với ba nuôi Mạnh Quỳnh và mẹ Phi Nhung đứng top đầu những chương trình được yêu thích nhất, đánh bật những tiết mục cùng với lại thời lượng cũng như tiết mục cùng trình diễn song song với trong chương trình đó. Và sau đây là những thống kê mà khiến tất cả mọi người tham gia thì đều cảm thấy vô cùng vui mừng và vỡ òa vì những thành tích mà đại gia đình Phi Nhung và Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Quỳnh Trang cùng với ba Mạnh Quỳnh đã làm được. Đó là trong những cái bầu chọn là top 5 những chương trình màn biểu diễn Paris By Night một trong đặc biệt nhất trong năm 2022 được tổ chức bởi Thúy Nga. Thì sau đây là những công bố vô cùng chi tiết. Thì trước tiên xin cảm ơn tất cả các quý khán thính giả cũng đã tham gia chương trình vui này được tổ chức bởi Paris By Night 133. Đây cũng mong là một cuộc chơi để chào đón năm mới và ủng hộ cho trung tâm Thúy Nga cũng như tất cả các nghệ sĩ. Thì chúc các fan, chúc các quý khán thính giả một năm mới vui tươi, nhiều may mắn. Và hẹn gặp lại quý khán thính giả vào năm 2023 thật nhiều may mắn. Và đây là kết quả của việc bình chọn những tiết mục hay nhất của Paris By Night trong suốt thời gian vừa qua. Thì kết quả như sau. Kết quả sẽ khiến tất cả chúng ta đều cảm thấy bất ngờ vì đứng ở ngay vị trí đầu tiên đó là bài hát Lý Con Sáo Bạc Liêu sáng tác Fanny Tấm được biểu diễn bởi Mạnh Quỳnh và Phi Nhung đứng ở top đầu, top 1 chương trình đầu tiên. Rất là vinh dự, vô cùng là tự hào khi mà Phi Nhung đã mất đi rồi. Thế nhưng mà những tiết mục của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh để lại vẫn đứng vị trí top đầu, thậm chí là chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng khán giả, không chỉ đối với trung tâm tiếng Nga mà đối với tất cả nền âm nhạc của hải ngoại nói riêng. Đây là một thành tích cực khủng, vượt mặt rất nhiều những nghệ sĩ, những bài hát khác có cùng trong với phạm phân khúc. Thì không thể để mọi người chờ lâu, thì ngay xếp ngay sau đó vị trí thứ hai đó chính là ca khúc Kiếp Tầm của mẹ, lời là của Mạnh Quỳnh, trình bày Mạnh Quỳnh, Tuyết Nhung và mẹ Phi Nhung. Thật không ngờ đây là một chương trình mà đã được chỉ được phát sóng và chương trình Paris By Night 133 gần đây thôi. Tuy nhiên nó đã khiến chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng của khán thính giả cũng như là một được bình chọn là một tiết mục vô cùng hay, chỉ xếp sau ca khúc Lý Con Sáo Bạc Liêu của Phi Nhung Mạnh Quỳnh. Điều này chứng tỏ sự có mặt của Phi Nhung, sự có mặt của Mạnh Quỳnh và hậu duệ của Phi Nhung là Tuyết Nhung đã khiến cho cư dân mạng cảm thấy rằng đây là một ca khúc vô cùng tuyệt vời, chiếm vị trí áp đảo so với nhiều chương trình khác. Và đây cũng là một thành công đầu đời đầu tay của Tuyết Nhung. Đó là một cô bé vô cùng giỏi giang, cũng như là theo như ghi nhận thì với cái bài hát Kiếp Tầm này, với cái bài vọng cổ Kiếp Tầm của mẹ này, thì Tuyết Nhung đã tập luyện rất nhiều, không ngừng nghỉ tập luyện từ Việt Nam qua đến Mỹ để có thể đem đến cho quý khán thính giả một tiết mục hay, cảm động, chân thật nhất, truyền tải được đúng nội dung của ca khúc, cũng giống như những gì mà Phi Nhung đã truyền dạy, Phi Nhung đã truyền tải qua bài hát này, qua ca khúc này. Thì đây cũng là một ca khúc mà Phi Nhung đã để lại dấu ấn rất ấn tượng đối với quý khán thính giả ở những dịp Paris By Night lần trước và ngay sau khi chị mất đi, khi mà chị không còn nữa, thì tất cả quý khán thính giả cảm thấy vô cùng đau lòng và xót xa. Những giọt nước mắt đã rơi khi mà chị đã ra đi. Tuy nhiên là những gì mà chị để lại đã khiến cho quý khán thính giả cũng như là nền âm nhạc hải ngoại một bước ngoặt vô cùng lớn và một ấn tượng vô cùng sâu sắc khi mà Tuyết Nhung một lần nữa thể hiện lại ca khúc này và rất vinh hạnh lại được chễm chệ đứng ở vị trí thứ hai của top 5 những tiết mục hay nhất được đánh giá trong Paris By Night vừa qua. Và ngay sau đó đứng ở vị trí thứ ba không ai khác đó chính là ca khúc Mẹ Về Thiên Thu được sáng tác bởi Quỳnh Châu và Thái Thịnh, và người biểu diễn không ai khác là ba đứa con của Phi Nhung Mạnh Quỳnh, đó chính là Quỳnh Trang, Tuyết Nhung, Thiên Ngân. Ca khúc là một ca khúc kỷ niệm sự ra đi, sự mất mát của Phi Nhung. Tuy nhiên là nó đã lấy đi rất nhiều nước mắt, rất nhiều những sự cảm thông, sự đau xót rằng xé trong tâm can của tất cả khán thính giả, cũng như là đối với cả những người con của chị, những người mà thực hiện bài hát. Đó là các ca sĩ Tuyết Nhung, Thiên Ngân và Quỳnh Trang. Mặc dù không được diễn chính trên sân khấu, chỉ là một ca khúc video phát lại, tuy nhiên nó đã khiến cho không ít người, ngay cả ba các em thì đều cảm thấy day dứt khi mỗi khi nhắc đến Phi Nhung, cũng như là đây
cũng như là một món quà tri ân đầu năm mới vô cùng hạnh phúc và ấm áp, không chỉ là đối với quý khán thính giả mà còn đối với cả gia đình Phi Nhung, với cả Quỳnh Trang, Tuyết Nhung, Thiên Ngân và đặc biệt là với Mạnh Quỳnh, người mà vẫn luôn đau đáu thực hiện cho Phi Nhung rất nhiều điều, rất nhiều dự định. Và đến bây giờ thì ba ca khúc của gia đình Phi Nhung và Mạnh Quỳnh đã nằm trong top 3, đứng vị trí thứ nhất, thứ hai và thứ ba, rất vô cùng vinh hạnh đứng vị trí thứ nhất và thứ hai và thứ ba trong top bình chọn màn trình diễn hay nhất của Paris by Night trong năm 2022. Đó là một điều vô cùng tuyệt vời. Và tiếp ngay sau đó thì là ca khúc Cô Bé Áo Dài đứng ở vị trí thứ tư, được sáng tác bởi Chí Tài và trình diễn bởi John Hồ và Phương Loan. Quả là một điều mà không rất là đáng vinh dự cũng như ngưỡng mộ khi một người bạn thân thiết của Phi Nhung, một người cũng đã ra đi mãi mãi rồi, nhưng mà những ca khúc mà nghệ sĩ Chí Tài để lại luôn luôn để lại dấu ấn trong lòng của khán thính giả. Và xếp ở vị trí cuối cùng là ca khúc Thung Lũng Chim Bay, được sáng tác bởi Việt Dũng, thơ Hoàng Ngọc Ân, được trình diễn bởi Phương Hồng Ngọc và Phương Loan, cũng là một bài hát mà có mặt của chị Phương Loan. Thế nên chúng ta mới được biết rằng nghệ sĩ Phương Loan và Mạnh Quỳnh Phi Nhung cũng như là nghệ sĩ Chí Tài và các con của chị Phi Nhung đã chiếm một vị trí, một tình cảm rất lớn đối với quý khán thính giả. Khi mà ca khúc được phát hành lên thì tất cả mọi người đều vỡ òa cũng như là nghe đi nghe lại rất nhiều. Không biết đến bây giờ thì mọi người còn nghe đi nghe lại những ca khúc này, những ca khúc Kiếp Tầm Của Mẹ hay những ca khúc của Phi Nhung Mạnh Quỳnh đã để lại không? Nhưng chúng tôi thì vẫn luôn nghe hàng ngày để luôn luôn nhớ về Phi Nhung, cũng như là để có thể ghi nhớ những điều mà Phi Nhung đã làm cho chúng ta không bao giờ quên. Và có thể nói rằng những sự đóng góp này, những sự bầu chọn này đến từ một thế hệ vàng, thế hệ khán giả vàng của Phi Nhung Mạnh Quỳnh. Tại sao phải nhấn mạnh từ vàng? Bởi vì chỉ có Phi Nhung Mạnh Quỳnh mới tạo ra một thế hệ vàng như vậy, và thật đáng ngưỡng mộ và trân trọng khi trở thành một phần thế hệ khán giả vàng của Phi Nhung Mạnh Quỳnh. Tất cả chúng ta đều biết rằng đây là một điều vô cùng vinh dự khi mà không có một nghệ sĩ nào, không có một cặp nghệ sĩ hải ngoại nào, các nghệ sĩ hát nhạc vàng nào có thể có được một cái niềm hâm mộ, niềm hân hoan được chào đón đến như thế. Và thật vô cùng vinh dự và hãnh diện khi được vinh danh một cái tên, đó là thế hệ khán giả vàng của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh. Bởi vì sao lại nói là thế hệ khán giả vàng mà khiến tất cả mọi người, tất cả những ai là fan của Phi Nhung, của Mạnh Quỳnh, fan của Phi Nhung Mạnh Quỳnh đều cảm thấy ngưỡng mộ và vinh dự? Bởi vì cái tên thế hệ vàng nó đại diện cho cả một tập thể, tất cả những người hâm mộ Phi Nhung với những tinh thần vô cùng đạo đức và nhân văn. Thế hệ khán giả này đã mang đến không chỉ cho Phi Nhung Mạnh Quỳnh mà mang đến cho xã hội rất nhiều việc có ích, đã cùng với Phi Nhung đi từ thiện rất nhiều nơi, tạo nên một làn sóng âm nhạc vô cùng ý nghĩa và đáng trân trọng. Bởi vì không một khán giả nào, không một nghệ sĩ nào sau khi mất đi rồi, nhưng mà những đêm nhạc của hậu Giàn Hậu Duệ cũng như tưởng nhớ nghệ sĩ đó luôn luôn chật cứng người. Và đó là đêm nhạc Nhớ Nhung được tổ chức vào hồi tháng 4, tháng 5 vừa rồi, vào năm 2022, thì đó đã tạo ra một sự bùng nổ trên sân khấu cũng như là trong làng giải trí cũng âm nhạc thế giới. Vì không có một nghệ sĩ nào lại có thể có nhiều cái tiếng tăm cũng như người hâm mộ như thế. Rất nhiều người khán thính giả từ rất nhiều nơi, ở rất nhiều độ tuổi, từ ở Hà Nội, từ thậm chí là ở nước ngoài, cũng bay về để nghe Mạnh Quỳnh hát tưởng nhớ Phi Nhung. Bên cạnh đó là nghe đàn gà con, những người học trò, người con của Phi Nhung, Mạnh Quỳnh hát lên những ca khúc để tưởng nhớ về chị. Đó vì sao lại thế hệ khán giả, đó là lý do vì sao lại gọi là một thế hệ khán giả vàng như vậy. Nó được biểu hiện qua những tình cảm mà tất cả quý khán thính giả, những việc vô cùng lớn lao, to lớn, một thế hệ rất đông đoàn kết lẫn nhau, tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau, đứng ra bảo vệ Phi Nhung và đàn gà con của chị. Đó là một thế hệ mà rất đáng trân trọng và rất đáng phát huy, mà chắc chắn rằng về sau này, mãi mãi về sau này, hiếm có một thế hệ khán giả nào, hiếm có một thế hệ nghệ sĩ trẻ nào có thể làm được điều đó. Bởi vì ngay từ chính Phi Nhung cũng đã tạo lên một thế hệ vàng, tất cả những nghệ sĩ hát nhạc vàng để lại dấu ấn không chỉ đối với âm nhạc mà còn đối với những công việc thiện nguyện, đối với cuộc đời. Và ngay cả Phi Nhung cũng đã tạo lên một bức tường thành, một bức tượng to lớn đối với quý khán thính giả cũng như là đối với nền âm nhạc. Và thế hệ khán giả của Phi Nhung Mạnh Quỳnh đã khiến cho hầu hết tất cả mọi người đều cảm thấy ngỡ ngàng. Vì như chúng ta đã biết,
trong đêm nhạc nhớ nhung được tổ chức vào hồi tháng 4 và tháng 5, tháng 6 vừa qua, thì có một đêm nhạc thì bị cúp điện và diễn ra trễ hơn dự kiến hẳn 1 tiếng đồng hồ. Thời tiết thì nắng nóng và tuy nhiên tất cả quý khán thính giả vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở đó để lắng nghe Mạnh Quỳnh, Phi Nhung hát. Đó là một điều vô cùng hiếm thấy, trong khi mà có rất nhiều đêm nhạc thì khi mà xảy ra những sự cố như thế thì tất cả mọi thứ có thể là mọi người sẽ bỏ về. Tuy nhiên mọi người vẫn kiên nhẫn đợi ở đó, đợi Mạnh Quỳnh ở đó tới 12 giờ đêm khi mà chương trình kết thúc, vẫn chật kín người ở lại, không khí vẫn đông đúc nhộn nhịp và tình yêu thương của quý khán thính giả dành cho Phi Nhung, Mạnh Quỳnh vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Thậm chí có những khán giả đã khóc ngay trên sân khấu khi nghe những ca khúc của Phi Nhung, Mạnh Quỳnh được vang lên. Hàng trăm khán giả đã có mặt tại đây từ sớm, không chỉ là để nghe nhạc mà còn sẵn sàng là trao những tình cảm vô cùng đặc biệt tới gia đình của Phi Nhung, Mạnh Quỳnh. Và rất cảm ơn quý khán thính giả trong năm vừa qua đã cùng dõi theo đàn gà con của Phi Nhung, Mạnh Quỳnh cùng với lại Mạnh Quỳnh để thực hiện rất nhiều đêm nhạc vô cùng ý nghĩa, và hy vọng một năm 2023 này sẽ có rất nhiều điều mới mẻ sẽ diễn ra. Mong quý khán thính giả thì vẫn luôn ủng hộ chúng ta, vẫn luôn ủng hộ gia đình Phi Nhung, Mạnh Quỳnh như thế.